Chào cả nhà. Bữa nay giờ này cũng tầm 5 giờ mấy gần 6 giờ sáng. Tình hình là bữa nay ba với mẹ có canh nước cũng thấy im hơi im im cho nên hồi giờ khuya ba mẹ có thả ta lưới một chút xíu nữa đi cuốn lưới. Mà tình không biết bữa nay sao nữa chứ tình hình thì nước cũng hơi im im nhưng mà nước thì cũng đang giờ này nó quá trời lên luôn rồi, nước ngập quá trời, ngập luôn cái đường đi luôn rồi. Tại vì cỡ này nước cũng hơi vào mùa đổ đó, mùa nước lũ á, cho nên không có thả lưới được nhiều. Lâu lâu thấy nước nào mà nhắm thả được thì ba với mẹ sẽ thả. Thì cũng hên xui thôi. Vậy mời cả nhà một lát nữa, tầm chút nữa, nửa tiếng nữa. Theo chân gia đình con đi hâm lưới. Thì nước quá trời rồi. Cái kênh này, cái rạch này là lúc trước còn chú kiếm hay là cái bóng một bữa nay nó quá trời lên luôn rồi, bà con nhánh chèo quá trời luôn rồi. Vậy xin mời chút nữa chừng nào con đi cuốn lưới mời cả nhà đi theo gia đình con ạ. À. Do tình hình là nước đổ đó cho nên cũng biết canh nước chính xác hơn nữa, cho nên ba mẹ bữa nay mình cuốn hơi sớm, sợ nước nó xuống quá mình cũng không kịp, cuốn kịp sẽ ăn bọc. Sáng sớm ba mẹ tập thể dục sớm khỏi tập thể dục. Do nước này cỡ này nó cũng muốn vô mùa lũ rồi cho nên ít có mần lưới được đó. Cá thì cũng không có được nhiều. Hy vọng bữa nay sẽ có Hugo hay là một hai con cá sấu gì trọng trọng. Chứ mỗi là mỗi bữa đi toàn là bể đậu không. Mày nói bữa nay trong mé mà không dính con cá cóc hả? Khéo nãy giờ lên mà không có con cá cóc. Tại thường thường chỗ này mẹ bủa hay dính cá cóc lắm. Bủa trong mé, cặp mé nó hay dính cá cóc.
nó hay ở cặp cặp trong mé á. Đồ trời bữa nay ôi bức thiệt chứ. Mới giờ này mà nắng quá trời nắng luôn, nắng gắt luôn. Còn sai sai lục bình quá trời lục bình luôn rồi. Mất gốc nữa vậy nè. Ôi là chàng. Mới kéo được chút xíu dính gốc rồi. Đi ra. Ngộ ta trong bờ muốn có con gì chứ. Nè nè. Ý. Cá sấu. Mới nói mới nói. Lo nói chuyện không à. Mới nhắc thì đã có. Cali. Nhìn ngoài sông bữa nay. Nhìn trên, nhìn xuống đây, nhìn lên gì cũng có mình bay với mẹ. Bay với mẹ bào quá. Bào quá kiếm tiền mua sữa cho cháu ngoại. Mẹ nước hình như còn lên phải không mẹ? Ở trong nè con thấy lộn lên nè, lục bình con thấy cho lên. Ồ rồi chỉ có về lục bình quá trời bự luôn. Về lục bình đó cao không vậy? Dính nguyên gốc cây luôn. Mai còn làm được không mẹ? Giờ nước cũng không có nói trước được. Giống như là bữa nào làm được thì hay bữa nấy thôi chứ cũng không có nói chắc là bữa đó thả được hay không nữa. Sao dính được một con thì em ru nữa rồi. Con nói nó bữa nay nó đi lạc hay gì. Cá bây giờ có giá mà lại không có cá. Cá sủ bây giờ đang có giá lắm mà lại không có cá sủ. Thì cờ đau lòng luôn. Kìa. Cái gì vậy? Chó. Ồ bữa nay dính cái chó bự. Lâu rồi mới gặp mặt ghê. Quá đã luôn. Lâu dữ lắm rồi mới gặp mặt ghê đó. Quá đã quá đã. Hết hà. Wow. Mặt kia khủng luôn. Lâu quá mới gặp. Bữa nay con chó này nó đi lạc rồi. Nguyên con mặt ghê luôn. Nó lên đó.
là ngày mai ba mẹ sẽ tính quánh ở bên cồn á mẹ. Quánh về xuống cồn cồn. Quá trời lục bình này. Đập cho nó ra để không nó dính vô lưng. Con mạc ghê này chắc cũng cỡ 3 ký mấy 4 ký hả mẹ? 5 ký không? 5 ký hả? Mạc ghê mà 5 ký là lụm bạc rồi. Quá trời cái dài lục bình luôn kìa. Cái dài lục bình đó mà gặp mỡ năm kêu mỡ năm chắc là đã luôn. Quá trời cao luôn rồi. Sang đó là chú Thanh, ông đi thăm câu, giờ này ông cũng ra ông thăm câu. Quá quá trời lục bình luôn. Ra tới ngoài đây lục bình không luôn. Rồi tới nữa rồi. Nguyên cái dây chà ba lửa luôn. Quá. Con lưới mà còn gặp lục bình. Trời ơi, trời ơi. Cuối cùng cũng đã lùa được cái dài lục bình, đã qua được cái dài lục bình khủng khiếp luôn. Dính cái lớn mà dính nguyên cái dài lục bình này là mệt. Ba la si bùa, cậu ơi, lùa lùa cá vô lưới đi. Về không có mần được. Ở lục bình nữa rồi. Rửa 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 rửa. Bịch kìa. Mới ấm bala chi bùa. Có nó xuất hiện. Chị xú tới lên luôn, nó phật lên chứ nằm trên ru luôn. Yeah lên, kêu chị là sai rồi, kêu anh Thủ mới đúng. Nằm dưới không nghe cực, kéo lên nghe cực cực. Sủ được. Giờ cá sủ được có giá dữ lắm, dính cá sủ được là ấm hiểm luôn. Vô. À, bữa nay là có lý. Có tinh thần rồi. Ông nhận ấm bà la ke, ấm bà la chì bồ của ông lão thiệt lợi hại với lão ơi.
bây giờ giá cá sủ có giá gấp đôi hồi xưa luôn. Nhớ hồi lúc trước mặn thì cá nhóc hết trơn luôn, bán thì không có giá bằng bây giờ. Mà xưa ba với anh hai thả lưới dính dữ lắm luôn. Hồi xưa anh hai mà thả lưới mùa nước này nè, anh hai đi cắm câu cá sủ mà gánh, hai vợ chồng mà gánh về không. Còn giờ kiếm con hay con dắt giả. Tình hình là ra đây lục bình nó lên 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 nhóc hết trơn luôn. Vừa con lứ mà vừa phải đẩy lục bình nữa. Ai, mắc góc hoài luôn. Thì ẩm mình mấy rồi. Lên. Tình hình là nó không lên, ba mình phải ủi rồi đó. Cái góc này mạnh, nó nặng quá hay gì. Không biết cái góc gì nữa mà kéo nãy giờ không lên nên giờ ba phải ủi thôi. Đã lên rồi, ủi mới chịu á. Gì nữa rồi mẹ? Ai mới thấy mẹ kéo lên nhẹ nhẹ rồi đó. Một chút xíu mà mày đứng lại nữa rồi. Là lên á, bây giờ mình phải kéo lưới lên tiếp kéo lên tới rồi để không nó cứ quấn vô lưới một hoài, kéo cho nó tụt xuống. Quá trời ơi, không biết là cái gì ở dưới nữa. Đó là ông út cũng mới đi thả lưới cá sát. Thấy bà với mẹ ủi không đứng không nhìn rồi coi có gì đặng hộ lát ổng tí
thường thường ở đây vậy đó cả nhà ơi. Giống như là mình thả lưới chung vậy đó. Ví dụ như mà mình cuốn lưới nếu mà ai mà mắc nạn đó, mình cuốn xong là mình phải lại đuổi tiếp vậy đó. Bởi vì đi thả thường thường là đi thả người ta hay đi chung nhiều tới nước là nhiều người thả là vậy đó. Ví dụ như người này bắt cóc thì mình đi cuốn xong là người kia sẽ lên đuổi tiếp đồ này kia rồi. Còn bữa nay do một mình ba với mẹ thả dội liên phát luôn, không biết bao nhiêu phát mà nó chưa lên nữa. Tình hình là ba nói là ba kéo lưới, là ba nghe giống như là lưới nó rách tực tực ở dưới luôn, lưới nó đã rách tét ở dưới luôn, không biết là nhiều hay ít, chưa kéo lên nên chưa biết được là nhiều hay ít. Nãy giờ cái mắt cái góc ủi không có lên, rồi anh hai chị hai thấy ủi nãy giờ mình xuống hơn, anh hai chị hai chạy cái ghe ra. Hai chị hai cuốn cái chỗ cái cờ đỏ đó, cuốn cái phao, cuốn lưới ở đó cũng dài lên để cho ba với mẹ dưới đây ủi. Chứ nếu mà không cuốn đầu đó lên thì lưới nó cứ trôi xuống hoài, nó cứ tấp vô hoài, mình ủi sẽ không có lên. Lưới thì nó cứ tấp vô hoài, nó không có ra lưới. Bởi vậy cho nên anh hai chị hai chạy ra cuốn cái đầu lưới đó lên. Rồi hồi nữa anh hai chị hai cuốn xong rồi tới đây rồi bắt đầu mới níu chưa lên, ủi cho nó lên, đẩy cho nó lên. Rồi anh hai chị hai ra phụ tiếp nữa. Rồi bữa nay buồn thì chết. Rồi mình đợi anh hai chị hai cuốn cái đầu lưới đó lên. Rồi anh hai chị hai kéo cũng ngồi đó, cái nãy giờ kéo cũng lên được cái khúc rồi đó. Rồi sang đó là bác hai, nãy giờ cái máy không hư không ra không được, giờ không sửa xong không giọt ra không tiếp. Quá trời cái khúc góc này rồi, góc này là góc kêu bằng góc lưng á, tại vì nó trôi giữa rồi nó tấp vô lớn, mình ngủ thì nó cứ tuột đầu lớn xuống hoài, nó không có xuất ra được. Giờ không biết sao nữa, tình hình sao đây, hồi chắc cặp mấy cái ghe lại ủi quá. Ở đây vậy đó cả nhà ơi, nói chung một ghe mà mắc lưới là mấy ghe khác là phải ủi tiếp. Nếu mà như đang cuốn lưới thì ta cuốn xong rồi người ta sẽ chạy lên ủi tiếp mình. Còn như giờ bữa nay do bác hai với anh hai là không có thả lưới á, cho nên nó chạy ra liền luôn. Bác hai mình không cần mặc áo luôn đó. Giờ bác hai gạch thôi. Chạy với đầu nó dùng lên một xíu đầu kéo được rồi mình cặp cái ghe vô luôn, rồi đợi anh hai mình cuốn lưới xuống gần ấy xong rồi bắt đầu là cặp ba ghe là bắt đầu là ủi cái góc này đó. Đây con út nữa nè, nãy giờ ông thấy mất góc ông không có về được nữa, ông thả lưới cá sát mà cũng không có, có mấy con cá sát. Ông thấy mất gốc ông cũng về không được. Ông mới lại ông coi tình hình sao. Giờ thì mẹ với bác hai đang cặp ghe vô, cặp hai chiếc vô sát, cặp lái cặp mũi dễ ủi. Buồn thiệt chứ. Giờ thì bác hai ủi, còn ba với mẹ thì bệnh lưới coi nó lên thì hai đang ủi, ba mẹ thì kéo lưới ở đây, còn anh chị hai thì kéo ở đầu trên kéo xuống, không biết nó có lên nó có xuất ra không. Không thấy nó đi thì
lại với mẹ là bên đây thì kéo lưới nhóng nhóng lên. Vậy mà cũng không lên nữa đó cả nhà ơi. Cái gốc này quá trời luôn rồi. Ở đây nào giờ ba mẹ mình thả chỗ này là không có gốc. Thường thường ba với mẹ mình thả lưới ít có khi nào gốc lắm. Do cái gốc này nó trôi á, nước này nó trôi đi á, chứ không phải là gốc một chỗ. Nếu mà gốc một chỗ, nó nằm một chỗ là mình biết nó nằm ở chỗ nào mình né nó, nhưng mà cái này nó trôi mình không biết nó lúc nào nó tắt vô cho nên nó dính. Kìa kìa con cá nữa kìa, anh hai dính cá kìa. Ôi anh hai dính cá kéo lên rồi. Là dính cá hay gì là cũng không có rỡ được luôn, lát nữa tho lưới qua về rồi mình cần rỡ cá chứ. Rồi, do là xa quá nên mình quay không kịp á, ở nhà không cảm. Bữa nay là chặn lưới này là đánh chặn lưới quyền hội luôn á. Ba ghe phải nhập lại mới có thể đẩy cái gốc này lên nổi. Chứ một ghe của mình như của bác hai còn chưa xong nữa, chưa thấy tình hình nó ổn hay không nữa. Bây giờ đợi anh hai kéo lại ba ghe bắt đầu hợp lại ủi mới nổi. Gốc này quá trời. Trận chiến quyền thoại thiệt chứ. Nhân lực quá hùng hậu luôn rồi. Dạ mới dính đi một con mà quay không có được. Chết ghê. Kìa nó gói lưới gói đanh luôn kìa. Trời ơi bành tài lưới hết trơn luôn. Khúc này coi như là thấy te tô khúc này đó. Ủa cái gì mà sống dữ hả? Lớp nào bọc rồi lớp nào lưới, giờ ba với bác hai mình đang cố kéo bên cạnh nó đó. Bây giờ bắt đầu bây giờ tập trung kéo nè, kéo lại cho nó tụt 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 giá cho nó lên đi. Ui quá rồi. Trời ngồi vậy ngồi muốn nó lên không nó khó nữa. Khéo khéo cái ghè ra, cái chân nó không bút rồi. Bây giờ mình phải làm như vậy mới có lợi nó. Nghe nói bác hai nói là nó đã gớt hết một miếng rồi đó. Gớt, gớt cho mình biết. Kìa tròn ơi. Gớt hết một cục rồi đó, coi kìa. Gớt hết một chồng rồi đó. Cái này rớt xuống rồi nữa bữa dính nữa. Nó lên, giờ là nó lặn nè. Cái gốc hết hồn luôn. Quá trời luôn rồi. Bây giờ mình phải đưa lên xuồng chứ nếu mà thả xuống nữa mà mốt nó dính nữa. Quá trời cái gốc. Đó, con ra gỡ ra. Nó luôn. Quá trời cái đi. Cái đại đi cái đạp luôn. Rồi rồi. Trời ơi. Một cái gốc như vậy sao chịu nổi mà hai cái nữa. Gớt hết một miếng xuống dưới. Nó căng cứng luôn á, ủi rồi. Sao mình chịu nổi. Đúng rồi, mình chịu nổi nha. Quá trời, chị hai gỡ cá kìa. Ơi. Hên. Bây giờ lên thì bây giờ mình phải chạy vô bờ rồi mình vũ lưới qua rồi. Trận chiến quá trời luôn rồi. Khủng khiếp cái trận này thiệt chứ. Bây giờ thì mình chạy về vô bến hơn mà vũ lưới rồi. Mình đòn lớn mà cặp ghe luôn chứ đâu có ấy được.
còn nước qua rồi cặp ghe chạy về luôn đó. Chờ cả nhà coi cái góc này, cái góc này của khúc sau. Ba con này là của khúc lưới sau, anh hai chị hai kéo. Đó là ba mẹ đẩy lưới lại. Đó. Còn có chó nữa. Còn con mặt ghê nữa. Đó. Mát cái cũng. Kết quả, hậu quả này là hậu quả. Rồi xuống cá ra nè. Rồi mình xin cúc, mình kết thúc clip tại đây. Chúc cả nhà, chúc ông bà cô bác anh chị xem clip vui vẻ. Rồi bữa nay quá buồn thiệt chứ. Có cá mà lại thêm một cái bà cá sấu chà bá biển nữa. Con xin chào và con xin kết thúc clip ở đây.